Nước mẹ hát nha mẹ. Dạ đây con xin lỗi đi. Anh hãy cho cái sư phụ đi. Hãy cho cái sư phụ đi. À dạ kính thưa quý vị quan khách, kính thưa các bạn người Việt, kính thưa các em. Hôm nay thì có lẽ là ca thì mày này thì ca với anh Minh Dương, nhưng mà bây giờ giới thiệu lên bạn Dương, nghe nói anh Minh đang bị khăn tiếng về trước, cho nên thì bây giờ để Lệ Thủy nhờ người cho bằng đỡ giúp mình biết ở đây biết mình được nhiều bài lắm. Em lên đây tí chị, bài lý cho nguyên nha. Tại vì Minh Tâm á, tôi thấy Minh Tâm bài nào cũng thuộc hết trơn vậy, cho nên là khi mà giới thiệu rồi là tôi biết rồi, anh Dương về rồi thế nào có thể cũng có người lo cho tôi chuyện này. Xin phép mời anh hai cùng chiến thắng tập thể quý vị. Con xin phép ba một bên. Trong khi thời gian là lấy cây thì bây giờ để Lệ Thủy xin nói. Kính thưa quý vị, hôm nay có buổi tiệc hôm nay thì phải nói là trước hết thì chủ Hoàng và cô Dung bên hải sản phải như nói nhờ Lệ Thủy để mà nói dùng với em Thu bên làm những cán bộ là trợ giúp dùng cái buổi tiệc hôm nay. Thì cô Thu nhận lời liền và cô Thu hứa là sẽ hỗ trợ hết mình trong cái buổi tiệc hôm nay. Lệ Thủy xin thay mặt tất cả những chắc em ở đây trong buổi tiệc này xin chân thành cảm ơn nha hai em Thu Ân và những nam bộ và chúc hai em được nhiều sức khỏe, và xin cảm ơn tất cả những bạn bè hôm nay đến đi tham dự và cho Lệ Thủy gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Bây giờ thì Lệ Thủy hát cho quý vị nghe nha. Bầu ơi, xa nhà
tôi rồi, người cách xa tôi rồi, ôi đâu có nhiều hơn ai đâu có gì Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.